lâu lâu mà thèm lẩu, nhưng mà khi mà mình rủ rê bạn bè thì mọi người đều bận, chỉ có một mình thì cứ đi ăn thì kêu là một cái lẩu đủ quá quá sức đối với một người, và cái chi phí bỏ ra thì khá nhiều, nên mình mới đưa ra một ý tưởng là tại sao không làm cái gì đó, một cái loại lẩu có thể tiện dụng ở bất cứ đâu, là một mình có thể ăn được, mình có thể chọn món mình thích. Đối với buổi trưa là khách văn phòng thì vào tới thì cứ buổi trưa thì tầm khoảng 50 60 ly, buổi tối là tầm khoảng từ bắt đầu từ 5 giờ chiều là khách ra vô liên tục, đến khoảng 9 giờ tới tối là hết hàng, thì ước tính thì khoảng buổi chiều tối thì khoảng 80 ly nữa. Tối thiểu của một người ăn một cái lẩu thì có thể là 10.000, và có người thì họ ăn nhiều hơn thì có thể lên 50.000, nhưng mà mình cho một cái ly trung bình để ai cũng có thể ăn được và có thể đầy đủ được những món mình thích, thì mình làm một cái ly tổng hợp, trong đó có combo thì chỉ có 35.000 thì thường tất cả các đồ tươi xong, và chỉ bột mì và bạch tuộc, nghêu, tôm, tất cả thì hàng hải sản thì mình nhập hàng tươi xong, mua từ siêu thị về.